muốn chiều thì xuống bồ con. Gặp bác Dương không? Đây gặp bác Dương không? Đừng chỉ nhiều tay tay tay. Tay nữa. Tay tay. Bác Dương ơi! Mà anh gặp rồi! Từ đồ chia tay anh tiêu bạc muốn phương. Nay tử vợ quê thịt chó. Hồ Công đi! Hồ Điều Hòa đi! Tắt quạt coi cháy. Cháy mô tử lên cháy đó. Cháy cháy cháy. Nay tử về quê đò gạt bên rồi. Chưa mời thì có thịt chó. Bọc lên. Bọc lên luôn. Tất cả kính mời anh em. Kính cho nướng. Được siêu ngon. Cắt hơi to. Vô mười nhạc lên và anh vô mười nhạc đấy. Vô mười nhạc đấy. Gì chứ? Vô mười nhạc lên đi. Nhạc á? Ừ. Hơi tung mười. Nay trở về quê đó gặp bên rồi nghe câu ví dặm người ơi. À nói mẹ nga tụi về thường cái không hạt mô. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Tự đó. Đọc nhưng mà đọc. Và là tự tự chạy 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 tự đi tự đi. Tự liên tục chạy. Vô lấy được, vô lấy đôi khác, vô lấy đôi khác. Anh vô lấy đôi khác đấy. Lấy được đôi khác. Vô lấy đi. Tôi phải chữa tại. Cái đêm lần quay trừ thì chó quay ao tiền ơi. Khổ, vất vả. Khô mồm. Mẹ Nga ăn, mẹ Nga. Do quạt và đỏ than lên thế này. Không húng đỏ, đỏ cháy, đỏ cháy. Đỏ cháy. Bình tĩnh. Đỏ than lên chứ. Anh cho bình tĩnh. Ấm cháy một. Thôi mình mòn đi, anh cho bình tĩnh. Anh được chơi mới ngon. Anh cho ngồi cho vừng đi. Nay từ về quê đò gạc bên rồi. Bảo bằng nào ơi. Cứ mà nói mẹ Nga ở lên mà thì ăn bổ đi đấy nhá. Dạ. Yeah. Nướng à? Nướng. Cho lửa lên than thôi ăn khỏi à? Để cho vừng anh cái đề vừng anh vô mình mà anh vô đầu giềng mình mòn trong cái túi đầu giềng mòn đi. Hả? Nấu chưa? Nấu đúng rồi chưa? Nó hết con như con cho ra rồi thế là. Bố cho đến bảy mà.
Từ đi ạ. Cho anh thoan đào hỏi khói. Vừng nữa. Anh Lập ơi, về nhà bậc đông anh Lập ơi. À, cho đốt. Chờ lại đang chờ lại sở thiếu lại mần cà ga chứ là thấy bí. Đợt đi thì bí. Đợt đi thì bịt nữa. Bí nhoe. Đó lên hồi khỏi đây. Anh cứ để vững túi mần anh cứ phải lo cái vụ đi. Thiệt chúng khôi mà. Ăn thịt chó nữa, thịt gà mà gì nữa. Thịt gà nữa đấy. Mất thịt chó đâu. Mốt, hả mốt. Cái kinh mà quẩy. Ê, gó này chết. Để đưa mình thịt à. Thôi, gó gó cái này mà để chiêu đi. Gó nòng luôn. Gó để chiêu đi. Gó bao nòng luôn. Chiêu hiện tại mời. Nè, chiêu lấy yên tôi mời. Yên tôi đang có chơi đỏ xem nè. À, gà là làm hạ nhắn đó chứ. Chó chó hạ nhắn mô. Thanh. Gì? Thanh rồi đó. Thanh mốt. Thanh mốt. Vô nhà chết Tung Dung ạ. À. Hứa ơi, vô nhà Tung Dung ơi, Hứa ơi. Mời cũng đủ luôn. Tung Dung mà đi đây có con rể đến đây chứ mình cả thịt chó chứ. À, đi nhận quá phê con rể đó đi. Rể đây, 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 có biết, đây có biết con rể anh chỉ lại. Rể thật của Hương Nhiên đập chân nhận con rể chân từ đến. Chết đầu ai. Ôi nó về đây. Về đây. Mà mấy thì ai có con rỉ trong cái đến được. Mà này thực con rỉ cũng trung chết chỗ ai con. Mà chán non nó hún khơi à. Đi cho bừng nó thấy. Thấy cái đi cho bừng. Ta hún khơi gì à. Nông lên lo lên nó cháy, hiểu không? Cháy mầm đấy, ăn chết chi là cháy. Cháy là trong cái lửng người thì cháy mà trong cái trứng chín. Chào em khỏe chứ chào em. Chịp luôn, chịp luôn. Đưa bên cái mùi nó vô đi đây ạ. Đông lắm, đông y to là rửa đó. Ừ. Đưa cái mùi vô. Y to đỉnh rửa đó bật bật nó mà. Ôi kìa. Ta đang hún khui, đây cái như là chờ hún khỏi. Anh nói cái tiếng Vinh, cái mà anh nói, anh liên lai chim anh nói cái tiếng Vinh vậy mà. Cho anh không đôi bay hún khỏi vậy đó. Anh ăn nước. Anh ăn chai. Được chưa? Chạy đây. Đúng, bình tĩnh. Khách đứng đến từ từ đấy, bình tĩnh, ăn nó bình tĩnh 19. Bạn mà ăn bọn không anh như. Bạn luôn. Đưa mình đi vô này. Đồ. Đưa mình đi vô. Em đi miếng khắp. Đưa cái mình nhà nhau đi vô này. Nhà này mình nhặt chả đỏ lửa. Ăn đi làm phật trực tiếp hỏi là tao là mà miếng không mình chín. Cho hún khói. Như mà. Đưa cái mình nhòn đi rồi đi. Chín đến đây. À không có chín thằng trai này. Đưa cái mình to đi vô này. Cùng đúng. Cái mình ui. Bốn đi cái về nghề rảnh này. Ừ. Ok chị... luôn. Ok cỡ. Thanh Đào đang có phê Thanh Đào thì Thanh Đào đi âm mô không có phê Thanh Đào. Rực rỡ. Nghe câu ví dặm người ơi. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam bên lỡ bên bồi. Điều này xong chưa? Chưa. Hả? Chưa.
mà em lỡ hẹn chuyến đò sang Nga. Là tao nửa nửa con này chứ nó đưa chồng hối phận một tàn con rồi to mà đến bảy tôi phải coi mưa ấy thế vô mưa thì làm rồi thế hư nó hư rồi nô gạch thế vô rồi nô gạch tao bay khỏi chuyện đó lửa đỏ lên nó cháy cái chữ ăn khỏi mình ngon. Ê, mau vô cho kim là hát cái nốt đi lên đây, thằng nào kim đây. Tâm hả? Ừ. Làm ở đây nó đang chấm ướp cho vị ngon rồi. Để bực đây. Người kim này tôi em cái kim. Tôi em cái tâm tung này nụ gạch. Cái cô câu lên chứ. Không chứ nó vừa rồi. Ăn. Nụ gạch. Cái câu nó luôn nụ trông đi. Được, nó đang ngon này. Đi tốt, thịt dài. Đưa mẹ này, chưa đây. Đi đây, đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, bà ăn đưa vui. Đừng vô kêu vô. Ngủ gạch. Nhất, đù à, cái tay này. Cái chạy thế chứ, nói không nghe. Để anh tiền ăn chìm riêu riêu mày ngon. Ăn ngắm mùi thơm mà là. Cũng lây, cũng thành lây mà giờ lây cái chim kêu vô vậy là chưa? Thế này hả? Không ngon. Bọn em tiếp tục tải đây nhá. Điền đi. Đến kỳ ra. À, mong ở đây ra ngưng, nó mưa mong rồi. Đây là đẹp chứ lắm. Nhiều đẹp đẹp. Bọ bắn lên cạn, đây ta ăn một cắm. Đẹp luôn lắm. À đó. Chứ là trẻ tui lần đấy. À đó. Vỡ. Cầm được thôi. Ngon chưa? Giải quyết, giải văn quyết. Giải văn quyết. Lương về lương đậu, chết tuyên về tuyên đậu đó. Đây, đây, hơn năm xe chọc bay đó. Đi đây 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 là cuộn quá chứ cuộn là đưa cái mắt cuộn ấy đến đó đó cuộn người ăn chi ăn chi thịt to đi đến già thịt to đi cái quá đến già ờ ăn ẻ nó cứt trong mẹ nó to mì ăn miếng nào đây hồi lương nó ngon lắm nhìn ngon lắm.